tích lịch sử văn hóa của Lăng Hoàng Gia là một trong ba di tích được xếp vào cấp quốc gia của thị xã Gò Công. Di tích lịch sử cũng gắn liền với sự phát triển của Gò Công, một vùng đất tiêu biểu cho phương danh địa linh nhân kiệt. Nơi đây cũng sản sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, một bậc mẫu nghi, đức độ nổi tiếng cả nước, ai cũng đều biết đến. Thì Lăng Hoàng Gia còn mang một số kiến trúc mang dáng dốc cung đình Huế, ở cách bài ký điện thờ chạm gỗ Bao Lam. Nhưng mà qua hai thời kỳ chiến tranh thì cũng bị đổ nát rất nhiều. Chúng ta phục hồi thì cũng không nguyên vẹn di tích, nhưng đây cũng là một điều rất hiếm ở miền Nam Bộ. Đền thờ và khu lăng mộ được xây dựng 1826. Đây là nhà thờ ông Phạm Đăng Hưng, ngoại vua Tự Đức, cũng là thân sinh bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ. Đền thờ được xây dựng kiến trúc ba gian hai trái, gian chính giữa thờ ông Phạm Đăng Hưng. Bàn thờ trước là bài vị, bàn thờ sau là ba chức sắc được ban tặng, đây là văn đại học sĩ, lễ bộ thượng thư, đức quốc công. Gian bên tả đây là Phúc An Hầu Phạm Đăng Long, cha ông. Đây là Mỹ Thánh Tử Phạm Đăng Tiên, là ông cố ông. Bên hữu Bình Thanh Bá Phạm Đăng Vinh, ông nội ông. Và bìa hết đó là Kim Sự Phủ Phạm Đăng Pha, là ông sơ của ông. Đây là ý nói lên năm đời, năm thế hệ của dòng họ Phạm Đăng, một đại công thần lớn ở đất Gò Công, ý đời của Triều Nguyễn. Và năm tấm liễn được treo, đây là Công Hầu Bá Tử Nam, thể hiện ngũ tước của các ông. Ba tấm liễn phía trước gian chính giữa chính là Phạm Phủ Từ, có nghĩa là từ đường của dòng họ Phạm. Đức Lưu Phương, một cái đền thờ có tiếng được thơm tho, quan thế trạch là ân huệ cho dòng họ. Và trước cổng đền thờ có dựng cái tấm huỳnh phi lớn, đó là Trấn Gia Thanh, một cái đền thờ và cái khu lăng mộ chấn động từ phương xa, ai cũng biết đến. Thì ở trong đền thờ tôi cũng có nói lời em cho lượt về. Thank you.
Phạm Đăng Hưng, đó là mộ Phật từ về Huế vô Quan Tài đưa ông về đây. Ông đã tọa lạc tên Gò Rùa. Gò Rùa là cái vùng đất mai đất nổi, chứ không phải mà đổ đất cao xây mộ cho ông. Còn cái từ mà núi Rùa là vua Tự Đức cùng kỳ vọng lấy nguyên ngoại rất đẹp nhất xích dì sơn, lấy tên trong khoa địa lý mới đặt là núi Rùa. Mộ ông không xây theo kiểu là ngũ phanh, có nghĩa là trâu nằm hay là mã phục ngựa quỳ, hai cửa đó dành cho dân thần võ tướng. Mộ ông xây kiểu hình chóp trụ đảnh trụ tiếng Hán Nôm, còn tiếng phổ thông gọi là hình bát giác. Nhìn bên trên hai hàng mộ đắp ba dành thể hiện tam tài thiên thời địa lợi nhân hòa. À, cái ý của ông nói lên con người sống cái tâm thì phải có trời có đất, cái sự tồn tại nó mới có. Những cánh phượng tẻ búp sen mang dáng dốc Âu Châu, nhưng mà hai thời kỳ chiến tranh đã phai mờ chứ không kiểu của Tây Á là Trung Quốc. Và đây cặp cá chép trong tư thế dược vũ môn để qua đồng. Và phía sau đầu mộ là tấm hoành phi lớn, bốn ông rồng đang ngự trị với cặp mắt to sáng. Bên dưới là dị ứng ngũ linh thâm trai, công hầu Bá Tử Nam, ý nói lên năm ông Kỳ Lân, ngũ đại thành sư. Và Kỳ Lân ẩn hiện ra đời, mang cái điều lành đến cho nhân dân, và ý cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm Đăng. Ở đây thì mình nhìn chung, thì cái phong nghi chôn cất mộ ông là tường uốn quanh, tường xây cung tử tam tông tứ trụ, kiến trúc trước mộ bốn ông xem, thể hiện đây là thiên thọ, thái sư, thái phó, thái bảo. Tất nhiên cái diện tích ở đây thuộc hàng quân dương, chứ không còn ở hàng thần tử nữa. Vì sao? Vì ông là bố vợ của vua Thiệu Trị, cha bà Hoàng Thái Hậu Từ Vũ, và cũng là ngoại của vua Tự Đức. Sở dĩ ở đây có đền thờ và các tổ mộ quan trọng của Đức Quốc Công, cho nên mới gọi là Năm Hoàng Gia. Thank you.
Thì sau khi mà ông Phạm Lan Hương mất thì thi thể ông được đưa về Gò Công là an táng vua Từ Đức thập niên năm thứ 10. Mới sai quân lập bia để ngợi ca về công đức của ông. Đây là tấm văn bia đó, tấm Cẩm Thạch Quảng Nam, được dựng vào năm 1858, từ Quê Quế chuyển về Gò Công. Nhưng mà khi thiền di chuyển đến cửa Âu Cấp Vũng Tàu thì Pháp đã cướp lấy cái tấm bia này. Cái người mà lấy tấm bia này chính ngay là sĩ quan đại quý bạc bê của Pháp, đi ra là tiểu quân lục chiến, đánh thị đánh bộ. Thì ngay cái thời điểm đó, hải quân của Pháp chiếm giữ các nơi đền chùa, những nơi dinh thự mà có liên quan đến triều Nguyễn. Đặc biệt là bạc bê chiếm lấy chùa Khải Tường, bây giờ là bảo tàng chiến tích chiến tranh thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi lấy được tấm văn bia thì người ta rất là thích thú đem về đặt ở nơi làm việc của y. Ông bạc bê cũng đâu ngờ rằng tượng đá lại có linh hồn, văn bia đều có số phận. Cái tấm văn bia nặng vài tấn này chở trên mình một lịch sử của một dòng họ, của một dân tộc mà sau này số mạng lại cắm trên mộ của bạc bê. Thì ngay cái thời điểm đó, ông Bạc Bê cũng đang si mê một cái cô gái người bản xứ có cái tên gọi là nàng Hai Bến Nghé. Bây giờ hai chiếc cái ruộng thả lưng là nàng Hai Bến Nghé, là chị Châu Đống Hồng Minh, là phái nữ là hai tôi đó. Thì mặc dù cô Hai không chịu nhưng mà ý quyết ép buộc phải làm vợ. Sau khi mà biết được chuyện đó thì nghĩa quân Trương Định mới thuyết phục cô Hai nên tham gia nghĩa quân chống lại quân Pháp, làm sao dùng mỹ nhân kế để dụ quan ba của Pháp ra khỏi đồn Chí Hòa. Thì quả nhiên cái sự tính toán của ông Trương Định rất là chính xác. Vào ngày 7 tháng 12 năm 1860, ông Bạc Bê đã mắc mưu nàng Hai Bến Nghé ra khỏi đồn trú, không đem theo lính hầu và đã bị nghĩa quân Trương Định giết chết. Đây cũng là chiến công đầu tiên của ông Trương Định. Sau khi chôn cất Bạc Bê thì bạn bè của y mới lấy tấm văn bia của ông Phạm Lan Hưng này, mới đục thành mộ bia, mới để cây thánh giá và những dòng chữ Pháp. Si Giết là nơi an nghỉ, Pare Capitaine là cấp bậc đại quý của Pháp, Infanterie de Marine có nghĩa là lính thủy, đánh thủy đánh bộ. Tuê đăng Ambucasse Le Sét de Camber Min Huit Sang So Sang. Ông Bạc Bê đã bị giết sau một trận bị phục kích vào ngày 7 tháng 12 năm 1860. Souvenir de Camarades, bạn bè của ông Bạc Bê mới cùng lập tấm văn bia này để làm kỷ niệm cho ông, mới đặt trước mộ của Bạc Bê ở đất Thánh Tây, quận Nhất, Mã Đình Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái dòng thời gian trôi qua, người đời đã quên lãng nhiều năm nắng mưa, bia mới nằm trống rỗng bên mộ của Bạc Bê. Đến tháng 5 năm 1983, khi người ủy ban dân phố là quyết định đi dời nghĩa trang Mã Đình Chi để thành lập công viên Lê Văn Tám. Sau khi công nhân đã san lấp mặt bằng, móc cốt Bạc Bê mới lồi ra tấm văn bia này. Người ta cũng đâu ngờ rằng đây là báu vật của nhà vua đã bị lưu lạc. Sao những nhà cổ học có nhìn kỹ những cái chữ Hán Đông còn chi chít bên đâu, mới biết là vua Từ Đức làm cho ông ngoại do ông Phan Thanh Giản và ông Trung Quốc dụng sổn, mới đưa về kho bảo tàng cách mạng Sài Gòn, và đến năm 1998 tấm văn bia mới được đưa về đây. Cho nên lấy con số tròn 140 năm lưu lạc đầy thâm trầm, cuối cùng đất địa linh đã về với hồ nước cuối cùng. Về Quê Quế, ông Phan Thanh Giản và ông Trương Quốc Dụng chọn tấm văn bia thứ hai, nhưng mà chưa đem vào được thì mãi đến năm 1867, lúc đó ba tỉnh miền Đông Nam Kỳ là Gia Định, Biên Hòa, Định Tường đã thất thủ, phải giao đất cho Pháp để người dân khỏi đổ máu. Thì chính ông Phan Thanh Giản đã ký tên giao đất cho Pháp, người không am hiểu mới cho là ông Phan Thanh Giản bán đất, chứ thật ra cái lá cờ tam tài của Pháp ông Phan Thanh Giản đâu có ở trong đó. Cho nên ông soạn văn bia rồi nổi lòng bút chút 1867, ông uống thuốc độc tự vẫn chết. Còn tấm văn bia vua Thành Thái lên ngôi 1888, cái từ quân niên là có nghĩa là 3 năm sau, là cái năm sáng sủa nhất
1891 giữ được. Ý là cũng nói lên năm đời danh giá tốt đẹp của dòng họ Phạm Đăng, một đại công thần lớn ở đất Gò Công dưới đời của Triều Nguyễn. Tấm văn bia này có sau mà về trước, còn tấm văn bia kia có trước mà về sau. Đây là cấp bộ, cấp quốc gia khẳng định đây là đá qua cương đá xanh. Còn bên kia là... Ông Phạm Đăng Hưng đã sinh 1764, thì cha ông Phạm Đăng Hưng là ông Phạm Đăng Long, tức Kiến Hòa Tiên Sinh. Ông mới giỏi về nho học, tinh thông về phong thủy, về địa lý của những nhà cổ học. Ông thường đi khắp đó đây để tìm thể loại đất đẹp, mong con cháu là phát tích. Nhưng mà khi ông đến ngay Gò Rùa dòng Sơn Quy này, ông thấy thể loại đất là rất đẹp, nhưng mà Gò Công thì đất mặn phèn chua, đào đâu ra cái giếng nước ngọt. Sau đó ông mới đi tìm ra cái mạch nước ngầm, ông mới quy tụ mồ mả ba đời về định cư ở đây. Ông đã sanh ra ông Phạm Đăng Hưng và ông Phạm Đăng Hưng đã sanh ra bà Từ Vũ. Thì đặc biệt là khi sanh bà Từ Vũ có một cái dần trăng sáng lò rọi chiếu ngay dòng Sơn Quy này, cái mạch nước giếng càng trở nên trong vắt ngọt lịm, trong khi những cái chỗ khác đều bị nước mặn xâm thực. Xin lỗi, ông bà mới đặt cho cháu là Hằng, Phạm Thị Hằng là bà Từ Vũ, còn trong gia phả người ta gọi là Hằng Nga. Thì thật ra đây cũng là cái điều bí ẩn chưa có lời giải. Đến năm 1913 thì cụ Nguyễn Liên Phong có viết về cuốn truyện bà Từ Vũ được xuất bản, có nói lên hai câu thơ về cái giếng này, đó là lệ thủy trình tường thội, quy khâu dung phước cơ, có nghĩa là nước ngọt trổ điềm lành, mà Gò Rùa dung đất phước, cũng có nghĩa là đất địa linh sanh ra anh kiệt. Khi xưa thì qua mùa nắng là ao làng 10 mét cũng cạn hết, dân số ít, xóm làng ở nơi đây cũng rất là ưu ái xà nhà cái giếng này. Bây giờ thì ai cũng có nước cung tên. Tóm lại là cô gái Phạm Thị Hằng bà Từ Vũ đã là sinh hoạt cái giếng này, sau đó 14 tuổi và cha ra quế trở thành hoàng hậu. Tôi cũng sơ lược về cái giếng câu này. Thank you.